chị xin chào tất cả các em. Hôm nay chị sẽ dẫn các em lên trên đồi này chơi nhá. Nói là đồi thôi nhưng thật ra thì cũng nhỏ lắm em ạ. Trời hôm nay rất là nắng, mình sẽ vào bụi cây này ngồi nhá. Ôi, các em ơi, các em có phát hiện ra cái gì kia không? Trong một lùm cây đa to đùng như thế này lại có một chiếc ô tô các em này. Mà ô tô này vẫn còn nằm ở trong túi bóng nhá. Để chị lấy xuống nào. Wow, thích chưa các em ơi? Wow, các nấc của nó này. Wow, đây là phần móc cẩu nhá. Mà quá, dài thế. Vẫn còn dài luôn các em này. Rồi, đấy, đưa lên, gập xuống, đưa lên, gập xuống. Em ơi, thích thú chưa này? Đấy, đưa được cao lắm nhá. Rồi gập xuống nhá. Wow, đi rất là mướt luôn nhá. Bây giờ chị sẽ đi vòng quanh gốc cây đa này xem còn nhìn thấy ô tô nào nữa không nhá. Nhớ đâu hôm nay chị em mình may mắn gặp được nhiều ô tô thì sao? Ôi, cái gì đây? Ui, ôi. Ui, thích thú chưa? Wow các em ơi, bên trong hộp này rất là nhiều ô tô luôn. Ui, cho các em xem này, một hộp to đúng luôn nhá. Wow. Wow, nặng. Ui, nặng lắm. Đây, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển về đây. Bây giờ chị sẽ đổ ra nhá. Wow. Ui các em ơi, rất là nhiều đồ chơi luôn. Nào. Ui, lại còn có hai đồ chơi ở trong túi bóng chưa bóc ra, giống như là chiếc xe ô tô kéo kia các em ạ. Wow, sao lại có nhiều thế này nhở? Bây giờ chị em mình sẽ bóc từng đồ chơi một nhá. Với chiếc xe ô tô màu xanh bắt mắt đầu tiên này. Ôi, các em ơi, đây chính là xe gì? Đây chính là xe thùng nhá. Mình sẽ chở đồ ở bên trong xe thùng này các em ạ. Rồi, để đây, tí nữa xe đi sau. Nào, bây giờ chị em mình bóc đã nhá. Ờ, chỗ bóc đâu? À, đây rồi. Wow, ở phần dưới này thì giống như xe tăng này. Xe tăng nhưng mà lại có thêm một chức năng nữa, đó chính là xúc này. Wow, xe này rất là to. Bây giờ chị sẽ xúc này. Xúc này. Đi rồi. Rồi, tiếp theo nào. Ơ, đây cũng chính là một chiếc truck, giống như là xe màu xanh này. Bên trong xe thùng có một chiếc máy bay màu vàng này các em. Máy bay này cũng có một chút trục trặc rồi. À, được rồi các em ơi. Wow. Ôi, nhìn phần cánh tuyệt vời chứ các em. Đấy, rất là tuyệt vời luôn. Máy bay này đẹp quá. Rồi, máy bay để đây nhá. Chị sẽ review tiếp nào. Đây, xe trộn bê tông này. Đây là phần để trộn bê tông các em nhá. Rồi, ở đây rất là nhiều xe ô tô con. Đây cũng là một xe trộn bê tông, nhưng mà xe này bé hơn xe kia các em ạ. Để lên trên đầu này. Còn đây, à, đây chính là chiếc xe ô tô kéo. Đây nhá. Đấy, một xe anh, một xe em này. Tiếp theo nào. Ô, xe này, xe này cũng là xe máy xúc này. Đây, giống như xe này. Cho lên đây. Rồi, à, đây là xe gì các em? Xe rác nhá. Mình sẽ cho rác vào trong thùng này này. Đậy lắp lại. Xin mời cho rác qua đây. Đây, chị đã tìm được một rác rồi. Cho vào thùng này. Đậy lắp lại. Đi thôi. Rồi, để đây. Và một xe cuối cùng, đó chính là xe chở xăng các em nhé. Đây là thùng chở xăng này.
rất là tuyệt vời. Xe thùng lớn này chở được hẳn 4 xe ô tô con này các em. Xin chào tất cả các em. Hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo của chị nha. Bye bye.